đây đây, xuống. Trời ơi. Đây, từ từ để đây đã. Không, đây để bố chị. Bố mất chân nhá. Ờ, xong xì nha. Đây, từ từ đã. Ơ, con tưới này nha. Cái này tưới chưa này. Không ngồi xuống, Dương ngồi xuống. Hello. Ui, bẩn đến quần bố rồi. Cả bố cũng ướt luôn, bố cũng phải tắm luôn. Tắm nha. Đây, đây con xì con ngồi lui đây. Ngồi sát đây, nhìn thấy con này, ngồi sát đây, nhìn thấy kia. Ngồi okay. Sát đi nữa. Ok. Mày hai bộ con Dương sẽ tắm cho chú khỉ đấy nhá. Nhớ là khi tắm là con lưu ý nó không được xịt vào tai nó này. Đâu? Xịt vào tai nó sẽ bị ốm đấy, nhớ chưa? Xịt từ cổ trở xuống thôi. Và đây là cái dầu gội đầu dành riêng cho động vật các bạn ạ. Không phải của người đâu nhá. Dương. Ê, sợ lắm. Đến đây. Mang vào nước đây. Mang vào đây. Đưa bố mượn vài nước nào. Răng đẹp thế. Đấy cột gác à. Cột gác. Lạnh không nhờ. Rồi. Con đứng ở đây, con đứng ở đấy sao mà xì được. Không đứng ở sau nó. Không lấy bình nóng lạnh. Tắm double rig nhá. Cho nó thơm tho nhá. Hay là a à, hay là lo lo nhá. Nó không muốn lại đây. Dầu còn riêng động dầu cái mà động Việt. Dầu người đâu. Dầu riêng đấy. Ô trời bỏ cho con. Con giáp như vậy ấy. Cho nó nhà sai. Không sợ đâu, không sợ đâu được. Không sợ gì. Tắm nhà thơm tho sạch sẽ chiều đi chơi nhá. Ta da. Hơi lạnh hay sao? Mùi này hay nhỉ. Mùi này giống kiểu nước đun lá nhỉ. Ừ, Dương đứng đuôi nhá, máy quay con. Được. Lại nhỉ. Xuống nào. Đúng không? Đến đây. Ướt cái quần nhỉ. Con hình như nó sợ con cầm cái vòi đấy đấy. Giấu đằng sau. Con lui đằng sau nào. Đây lui. Con đứng lui đằng sau này. Rồi. Ngồi xuống, ngồi sát tấp xuống. Con xịt đi, con xịt đi. Xịt đi, xịt đi, cho xịt đi. Cho sát vào đây. Sát vào đây. Đây. Đưa xịt đi. Nó có nhìn. Sợ, không sợ đâu. Con cháu cái này đi. Trời ơi. Nào. Con chưa chỉ cái. Nó sợ con ạ. Đứng nuôi ở đây, con đứng nuôi ở đây. Đây. Nhanh lên, nhảy lên con mạnh đó. Đây, Dương bấm đi. Con bấm đi. Nuôi vào. Không sợ đâu mà. Đang quay Dương. Trời ơi, mày không nắng lắm. Thịt lên ngay lên đây một con. Ôi. Sau khi tắm xong là khỉ đang leo trèo trên chiếc cửa này. Một lát nữa là sẽ khô. Hôm nay thời tiết không được nóng như lắm nên có vẻ là chú khỉ hơi bị lạnh. Xuống đi. Lắp mặt đi. Hoa nó cắn cái dây cao su thế là cứ nhai mãi. Đưa đây. Lau nhá cho nhanh khô nhá. Ồ thích à? Sợ nó sợ. Hắn được lau ngồi yên nhỉ. Mẹ thơm tho chiều đi tán gái chứ. Ôi xỉ ấy. Tí nó vuốt keo nhá. Lau cho khô. Có keo nhưng mà vuốt. Keo mà vuốt keo. Tí là khô mà.
Được chưa? Cả xóm nó vui nhỉ? Nhưng là bọn trẻ con là sướng khoảng. Con nhà Bình hôm qua xuống xem không muốn về. Cô chưa? Đố anh Dương dám lau cho nó đấy. Chả biết cái đấy chứ. Đánh cho mồm. Nó thích ăn. Thích ăn hoa quả. Cơm hôm qua anh nắm cho nó một nửa bát. Ăn ăn khỏe hơn thằng Dương. Cái cửa đúng sở trường này, luồn lách đây, trèo leo. Ở đây tí cho khô nha. Bố Dương đang chuẩn bị bữa trưa cho khỉ ăn đây. Bữa trưa của khỉ bao gồm một bát cơm này. Chú khỉ này rất thích ăn cơm nhá. Và một quả chuối nữa. Ăn rất là lịch sự. Hắn ta cũng tương đối đói rồi. Bây giờ là 12 giờ kém. Để cho khỉ ăn được cơm này thì bố phải nắm cơm thành những cái nắm nhỏ nhỏ như thế này. Để cho khỉ dễ cầm nhá. Một nắm này. Nắm thứ hai. Đói chưa? Chú khỉ có vẻ là rất là đói rồi bởi vì bây giờ gần 12 giờ trưa. Bình tĩnh nhá. Đã xong. Hai nắm cơm và một quả chuối. Bây giờ bố sẽ mang cho khỉ ăn xem khỉ chọn món nào. Đầu tiên là khỉ ăn cơm trước. Chú khỉ ăn rất là ngon lành, có vẻ như rất là đói rồi. Loài khỉ này có một điều rất là đặc biệt là khi cho thức ăn vào miệng nó chưa nuốt xuống dạ dày luôn đâu nhá các bé nhá. Nó chứa ở dưới cái cổ ấy kìa. Các bé nhìn thấy cổ nó căng nhau không? Sau khi cho hết thức ăn vào đó thì một lúc nữa nó sẽ nhè thức ăn ở trong cổ ra và ăn dần. Wow, ăn cơm đi đã. Hắn ta đã bỏ nắm cơm xuống đất rồi. Ồ, lại vứt đi à? Ăn hết cơm người ta mới trắng miệng bằng chuối chứ. Mình sẽ đợi xem sau khi khỉ ăn cơm xong nó sẽ ăn chuối không. Chuối cực ngon lại vứt đi thì được phí quá nhỉ. Chuyển sang món chuối rồi. Ăn chuối à? Các bạn thấy khỉ ăn nhanh không? Một bát cơm khỉ chỉ ăn trong vòng khoảng phút thôi là xong rồi. 10 giây là xong rồi. Có vẻ không thích chuối à? Quá sành điệu. Ăn cơm xong lại còn trắng miệng một quả chuối nữa. Khẩu phần ăn chả khác nào con người các bạn ạ. À, chú khỉ này ăn bất kỳ thứ gì mà con người đưa cho. Các bé có thể quan sát thấy bên dưới cổ con khỉ chứa thức ăn. Đấy, bây giờ con khỉ bắt đầu là nhè thức ăn ở trong cổ ra và ăn lại.
Bây giờ quay cho các bạn nhỏ xem con khỉ nó nhè thức ăn nha, để nó ăn nhá. Quay lại đây. Khỉ. Hôm nay trời mưa nên bố không cho bạn khỉ này đi chơi được. Khỉ đang nhè thức ăn ở trong cổ ra và nhai lại này các bé này. Dương ơi, mang cho khỉ một miếng đậu phụ cho nào nó ăn đâu. Quay đây cho nào. Bé Dương mang cho chú khỉ một miếng đậu phụ rán nữa. Thử xem mà nó có ăn không nhá. Đây là lần đầu tiên bố cho khỉ ăn đậu phụ rán. Đây, thử cho nào, có ăn được không? Ha ha, hắn ta chơi một cách ngon lành, chứng tỏ là chú khỉ này rất là dễ nuôi, cái gì cũng ăn. À, từ khi bố Dương mang chú khỉ này về nhà thì nó trở thành một thành viên thứ 5 trong gia đình nhà bé Dương. Cơm cũng phải nấu nhiều hơn này, thức ăn thì cũng phải nhiều hơn một chút xíu, bởi vì con người ăn cái gì thì cho khỉ ăn cái đấy. Các bé này thấy đấy, khỉ chơi hết một bát cơm nhá, kèm theo một quả chuối và bây giờ là một miếng đậu phụ rán này. Thức ăn của nó chứa căng của hai bên cổ rồi. Còn cái gì nữa không?